Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng Nhau Học Tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Vân Anh xin chào các bạn. Nhân vật chính trong chương trình của chúng ta là anh Cường, người Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng anh học từ vựng và mẫu câu sử dụng trong công việc và đời sống hàng ngày nhé. Chị Ngọc Hà ơi, đi đến tháp Tokyo thì đi như thế nào ấy nhỉ? Chị Vân Anh muốn đi đến tháp Tokyo ạ? Nếu mà đi từ đây thì chị có thể đi bằng tàu điện ngầm cho tiện đấy ạ. À thế ạ. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ học câu hỏi cách đi đến một địa điểm nào đó. Và điểm đến trong bài học của chúng ta hôm nay là Akihabara. Mẫu câu cơ bản là đi đến Akihabara như thế nào? Akihabara ni wa dou ikeba ii desu ka? Akihabara là địa danh. Ni là trợ từ chỉ nơi đến. Akihabara ni là đến Akihabara. Wa là trợ từ đứng sau chủ ngữ. Do ở đây là từ để hỏi về phương pháp, nghĩa là như thế nào hay bằng cách nào. Do ikeba ii desu ka nghĩa là nên đi như thế nào. Đây là mẫu câu xin ai đó lời khuyên. Muốn dùng mẫu câu này, động từ bỏ đuôi mát sự, chuyển âm trước đó về e đằng và thêm ba ii desu ka. Chị Ngọc Hà ơi, xin chị giải thích thêm về e đằng đi ạ. Vâng, trong tiếng Nhật thì có 5 nguyên âm a, i, ư, e, o và bảng chữ cái được viết thành 5 hàng dựa theo 5 nguyên âm này. E đằng có nghĩa là hàng e. À, tôi hiểu rồi. Dùng mẫu câu này thì âm trước đuôi ma sự sẽ được chuyển về e đằng. Ví dụ như là động từ kaimasu, mua, bỏ ma sự thì sẽ còn kai, chuyển về e đằng thành kae, ba i desu ka. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Còn trong mẫu câu cơ bản của chúng ta thì ikimasu thành ike. Và cả câu do ikeba i desu ka có nghĩa là nên đi như thế nào. Nắm được mẫu câu cơ bản rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang phần hội thoại. Anh Cường đi ra nhà ga gần nhà với ý định là sẽ đi Akihabara. Nhưng anh không biết phải lên tàu nào, vì vậy anh hỏi một nhân viên nhà ga. Bài số 18. Akihabaraには、どう行けばいいですか? 1番線の電車に乗れば、20分で着きますよ. いくらですか? 190円です. Các bạn có nghe được mẫu câu cơ bản không ạ? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của đoạn hội thoại. Akihabara にはどう行けばいいですか? Anh ơi, cho tôi hỏi, đi đến Akihabara như thế nào ạ? Ano, dùng khi muốn người nghe để ý và nhận ra bạn đang có điều gì đó muốn nói. Akihabara にはどう行けばいいですか? Là mẫu câu cơ bản của bài hôm nay. Chúng ta cũng có thể dùng từ どうやって với nghĩa là làm như thế nào hay bằng cách nào thay cho từ do thành câu どうやって行けばいいですか? Bây giờ là phần luyện tập. Hôm nay chúng ta cùng luyện tập mẫu câu いけばいいですか? Nghĩa là nên đi đâu hoặc nên đi như thế nào. Mời các bạn chọn đáp án A hoặc B cho câu hỏi sau. パソコンが欲しいです。どこへ行けばいいですか? A. 秋葉原. B. 銀行. Câu trả lời là A. Akihabara. Rất chính xác ạ. Câu hỏi là tôi muốn có một chiếc máy tính, tôi nên đi chỗ nào thì có thể mua máy tính được nhỉ? Trong đáp án B, ginko nghĩa là ngân hàng thì cũng có máy tính nhưng không phải để bán ạ. Còn trong đáp án A thì Akihabara là nơi nổi tiếng có nhiều cửa hàng chuyên bán đồ điện tử và linh kiện điện tử như chúng ta đã biết trong bài lần trước đúng không ạ? 1番線の電車に乗れば20分で着きますよ. Nếu đi tàu trên đường số 1, anh sẽ tới nơi trong vòng 20 phút đấy. 1番線 là tuyến đường số 1.
No dùng để nối hai danh từ. Densha là tàu điện. Như vậy, Ichiban sen no densha có nghĩa là tàu trên đường số 1. Nhi là trợ từ. Noreba có nghĩa là nếu lên tàu. Trong đó, nore là động từ norimasu, nghĩa là đi tàu xe hay lên tàu xe. Bỏ đuôi masu và âm đi chuyển về e đằng thành de. Thêm từ ba chỉ điều kiện thành noreba. Nijippun de là mất 20 phút hoặc trong 20 phút. Tsukimasu là động từ đến nơi và từ yo để nhấn mạnh. Ikura desu ka? Bao nhiêu tiền thế ạ? Ở đây ý anh Cường hỏi là vé bao nhiêu tiền phải không chị Ngọc Hà? Vâng, đúng rồi ạ. Mẫu câu ikura desu ka cũng được sử dụng khi đi mua hàng đấy ạ. 190 yen desu. 190 yên. 190 là 190. Yen là đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Tiếp theo, bây giờ là phần Jotatsuno cột sự. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một vài thông báo thường xuất hiện trên tàu điện. Bạn đã bao giờ lo lắng hồi hộp khi đi tàu điện hoặc tàu điện ngầm ở một nước mà bạn đến lần đầu tiên vì không biết liệu mình có xuống đúng ga cần xuống hay không, hay không biết mình có thể chuyển tàu mà không bị nhầm lẫn gì hay không? Bây giờ, chúng ta cùng nghe một thông báo phát trên tàu điện ngầm trong trung tâm Tokyo nhé. 次は日比谷、日比谷、日比谷線、千代田線は後方の階段を、有楽町線は中ほどの階段をご利用ください。お出口は右側です。The next station is 日比谷。Please change here for the 日比谷 line, 千代田 line and 有楽町 line. Các thông báo như tiếp theo tàu sẽ dừng ở ga gì hay hướng dẫn chuyển tàu thường được phát cả bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Trên những toa tàu mới, bạn có thể nhìn thấy một màn hình tinh thể lỏng được gắn ở phía trên cửa ra vào. Trên đó có thông tin chỉ dẫn cả bằng chữ Nhật và chữ Latin. Nên dù không hiểu tiếng Nhật, các bạn vẫn có thể yên tâm đấy ạ. Nhưng đối với những thông báo như tàu điện phải dừng hoặc đến chậm do sự cố hay thời tiết xấu, thì lại chỉ được phát bằng tiếng Nhật. お急ぎのところ大変ご迷惑をおかけいたしております。ただいま強風のため徐行運転を行っています。しばらくお待ちください。Đây mới là lúc thử xem khả năng tiếng Nhật của bạn như thế nào. Các bạn hãy bình tĩnh lắng nghe khi có thông báo nhé. Vừa rồi là phần Jotatsuno cột sự. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại mẫu câu cơ bản của bài học hôm nay một lần nữa. Đi đến Akihabara như thế nào ạ? Akihabara にはどう行けばいいですか? Akihabara にはどう行けばいいですか? Các bạn thân mến, như vậy trong phần ngữ pháp của bài học hôm nay, chúng ta đã học cách xin ai đó lời khuyên. Đó là bỏ đuôi mát sự của động từ, chuyển âm đứng ngay trước đuôi mát sự về e đằng và thêm ba i desu ka. Ví dụ, ikimasu thành ikeba i desu ka. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại một lần nữa. あの、秋葉原にはどう行けばいいですか?一番線の電車に乗れば20分で着きますよ。いくらですか?190 円です。các bạn thân mến, bài học số 18 trong chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK hôm nay đến đây là kết thúc. Nhờ có sự hướng dẫn nhiệt tình của nhân viên nhà ga, anh Cường đã không bị lạc đường và đến được Akihabara. Nhưng không biết anh có gặp được các đồng nghiệp là chị Yamada và anh Sato như đã hẹn hay không. Mời các bạn đón nghe trong chương trình lần sau. Sayonara!